Kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, đối với người già và trẻ nhỏ thì chế độ dinh dưỡng cũng như việc nấu các món ăn phải đảm bảo nhừ mềm là rất quan trọng. Tuy nhiên thì việc ninh hầm các món ăn cho người già và trẻ em khá mất thời gian, công sức. Nếu như mà phải đun nấu lâu thì cũng rất tốn nhiên liệu, phải không anh Tú? Đúng vậy đấy, và không chỉ là với người già và trẻ nhỏ mà đối với bữa ăn hàng ngày có nhiều món như là ninh xương, hầm thịt, rau củ quả cũng rất là mất thời gian. Tuy nhiên quý vị và các bạn đừng quá lo lắng, vì trong chương trình ngày hôm nay thì Việt Tú và Hương Giang sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một sản phẩm giúp cho người nội trợ có thể nấu nhanh hơn, kể cả là nấu những món lâu chín như ninh xương, ninh củ quả, hầm cháo hay hầm thịt mà vẫn đảm bảo món ăn ngon và giữ được nhiều dưỡng chất. Đó chính là nồi áp suất mang thương hiệu Kangaroo. Nồi áp suất mang thương hiệu Kangaroo với hai modem KG139 và KG137. Nồi áp suất Kangaroo dung tích 6 lít, tích hợp 3 trong 1 nấu cơm, hầm và hấp, thiết kế sang trọng bền đẹp. Sản phẩm bảo hành đến 12 tháng và được bảo hiểm đến 500.000 đô la Mỹ, tương ứng với 10 tỷ đồng. Quý vị và các bạn có thể quan sát thấy là nồi áp suất Kangaroo model 139 có thiết kế rất mới lạ, với mặt điều khiển là phím cảm ứng. Có thể nói, Kangaroo là thương hiệu đầu tiên áp dụng công nghệ cảm ứng vào sản phẩm nồi áp suất, mang đến cho quý khách hàng một sản phẩm cao cấp, thời trang mà lại phù hợp với căn bếp hiện đại. Với bằng điều khiển bằng phím cảm ứng thì quý vị và các bạn có thể dễ dàng lựa chọn được chức năng nấu phù hợp, được hiển thị bằng song ngữ Anh Việt rất tiện dụng như nấu cơm, nấu cháo, súp, hầm đậu, rau củ quả, sườn, xương, gân và làm bánh. Vâng, van xả được thiết kế rất thông minh, tự động xì hơi để có thể đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người sử dụng. Và bạn cũng không cần phải mất quá nhiều thời gian để trông chừng như những loại nồi áp suất thông thường khác. Các bạn có thể nhìn thấy lòng nồi được làm từ hợp kim gang, được đúc liền vô cùng chắc chắn và giúp tăng tuổi thọ cho sản phẩm. Ruột nồi dày 2,0mm giúp hấp thu nhiệt tốt hơn và giữ nhiệt lâu hơn. Điều này làm cho việc nấu nướng sẽ được rút ngắn và tiết kiệm được nguyên liệu. Ngoài ra, ruột nồi còn được tráng phủ lớp chống dính Teflon an toàn cho sức khỏe. Món ăn dù được ninh, hầm, nấu rất kỹ nhưng sẽ không có hiện tượng bị cháy sát dưới đáy nồi và cũng rất dễ cọ rửa sau mỗi lần sử dụng. Khay hấp rời giúp bạn vừa hấp vừa ninh thức ăn rất là tiện dụng. Vâng, không chỉ tiện dụng an toàn mà Kangaroo còn luôn luôn đề cao tính thẩm mỹ. Chính vì thế mà các sản phẩm của Kangaroo được chú trọng đến màu sắc và thiết kế hài hòa sang trọng. Bạn có thể tìm thấy điều đó ở chính sản phẩm nồi áp suất 139, đặc biệt là tay cầm rất thon gọn và màu sắc thì tinh tế và trang nhã. Bây giờ thì Việt Tú sẽ làm thử một vài món với nồi áp suất 139 cho tất cả quý vị các bạn cùng theo dõi. Món gân bò hầm khoai tây, đây là món rất lâu chín, nếu nấu bằng bếp ga bạn sẽ phải tốn rất nhiều thời gian. Nhưng với nồi áp suất Kangaroo, bạn sẽ chỉ cần 20 phút là bạn đã có một món ăn tuyệt ngon, gân bò đã mềm và nhừ rồi. Món chân giò hầm rất hấp dẫn, nếu dùng các loại nồi thông thường, bạn sẽ phải mất từ 30 đến 40 phút. Nhưng với nồi áp suất Kangaroo, chỉ sau 20 phút là bạn đã có một món chân giò rất mềm, rất ngon. Ngoài ra, với những món cháo, súp hay canh rau củ quả, bạn cũng chỉ mất tối đa là 20 phút mà thôi. Ngoài những món ninh hầm nấu thông thường thì Hương Giang còn mang đến cho quý vị và các bạn hai món ăn cũng rất hấp dẫn được nấu bằng nồi áp suất Kangaroo. Đó chính là món gà luộc không cần nước và món bánh nướng. Đúng vậy, và Việt Tú và Hương Giang xin mời quý vị và các bạn sẽ cùng đến với cách thức chế biến hai món ăn này cùng với nồi áp suất của Kangaroo. Chỉ cần cho gà vào và cho chế độ làm bánh là chế độ không dùng nước. Sau 25 phút, wow, thật tuyệt vời! Món gà đã chín, thật thơm ngon, trông thật hấp dẫn. Với cách nấu này thì thịt gà luộc sẽ thật ngọt vì không phải dùng đến nước, giữ được nhiều chất dinh dưỡng. Còn bây giờ là món bánh. Sau khi cho nguyên vật liệu vào và chọn chế độ cách và cài đặt 35 phút. Sau 35 phút, món bánh của chúng ta đã chín, thật là thơm ngon. Ngoài modem KG139 áp dụng công nghệ cảm ứng, chúng tôi xin được giới thiệu đến quý vị và các bạn nồi áp suất KG137 thương hiệu Kangaroo. Cùng với dung tích 6 lít giúp bạn nấu nướng được nhiều món ăn cho cả gia đình. Cấu tạo bên trong và chức năng nấu nướng của nồi KG137 giống với nồi 139. Khi sử dụng, bạn cũng chỉ cần cho thực phẩm vào nồi và chọn chế độ và thời gian phù hợp trên núm vặn. Cũng rất nhanh chóng, đơn giản và tiện dụng. Trong thời gian ngắn, bạn cũng đã có những món ăn rất thơm ngon và bổ dưỡng. Nồi áp suất đa năng Kangaroo, dung tích 6 lít, thiết kế sang trọng bền đẹp, nắp rời tiện dụng, công suất 1000W, giúp bạn nấu được nhiều món ăn, tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc. Khi bạn đi làm về đã 5:30, 6 giờ chiều, đến ninh hầm những món lâu chín sẽ mất rất nhiều thời gian, tốn nhiên liệu và bạn phải canh chừng để không bị cháy hay chảo. Sử dụng nồi áp suất của Kangaroo giúp bạn tiết kiệm cả nhiên liệu, thời gian nấu nướng mà vẫn giữ được dưỡng chất của thức ăn, bởi quá trình đun nấu không bị chảo, bay hơi nước và bạn cũng không phải lo lắng canh chừng vì sợ bếp cháy, sợ khô. Thời gian đó bạn có thể làm rất nhiều việc khác. Ngoài hai modem trên, quý vị và các bạn còn có thêm sự lựa chọn với ba modem cơ KG136 và KG137 màu nâu sang trọng, dung tích 6 lít.
và modem 135 dung tích 5 lít. Quý vị và các bạn thân mến, là sản phẩm mang đến nhiều tiện ích và tích hợp tính ưu việt của việc nấu cơm, hấp và hầm, nồi áp suất Kangaroo là sản phẩm không thể thiếu trong mỗi gia đình Việt. Để đặt mua hai sản phẩm nồi áp suất thương hiệu Kangaroo mà chúng tôi vừa giới thiệu, quý vị và các bạn vui lòng gọi đến số điện thoại của TV Shopping để được giao hàng. Còn bây giờ, Phương Giang và Việt Tú xin chào và hẹn gặp lại.